Yên Phương, VTV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019. VTV đang có mặt tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fauncheon, Virginia, để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong đại hội thường niên nhân mùa lễ tạ ơn của Hội Thân hữu Quảng Đà vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Được biết, Hội Thân hữu Quảng Đà được thành lập 20 năm, và là một trong những hội đoàn lớn trong cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Tịnh Đốn. Hội thực hiện được nhiều thành quả đáng kể về cả hai lĩnh vực, giúp đồng hương tại đây và đồng hương ở Việt Nam. Mỗi năm thì Hội Thân hữu Quảng Đà miền Đông Bắc Hoa Kỳ có 3 cái kỳ họp mặt. Một cái là gọi là đêm xuân Quảng Đà sau Tết Việt Nam. Cái thứ nhì là vào tháng 11, mùa Thanksgiving là lễ tạ ơn. Rồi cái thứ ba là mùa hè là gọi là picnic mì Quảng. Sở dĩ chúng tôi tổ chức cái đại hội thường niên vào cái lễ tạ ơn là cũng nhân cái dịp này chúng tôi tạ ơn tất cả những người bạn tốt của những cái hội đoàn bạn đã luôn giúp đỡ trong tất cả các hoạt động của Hội Thân hữu Quảng Đà miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Thì cũng như người Mỹ họ nói là Thanksgiving is good time to thanks, to giving thanks. Chương trình bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Mỹ, Việt và phút mặc niệm. Tiếp theo, ông Lê Hữu Em, hội trưởng lên chào mừng và cảm ơn quan khách. Hội Thân hữu Quảng Đà miền Đông Bắc Hoa Kỳ hân hoan đón chào ông Chủ tịch Cộng đồng, ông Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, các hội trưởng, các hội đoàn và toàn thể quan khách, đồng hương, hội viên và thân hữu đã bỏ chút thời giờ quý báu đến tham dự đại hội thường niên của Hội Quảng Đà. Lâu nay, tôi rất cảm kích những việc làm ích lợi trong cộng đồng, nhất là những việc làm thiện nguyện của Hội Quảng Đà và nhóm tình thương Virginia. Gia đình Mũ Đỏ, chúng tôi rất hân hạnh được tham dự buổi họp mặt thường niên của Hội Quảng Đà. Gia đình Mũ Đỏ chúng tôi cũng xin được gửi đến Hội Đồng Hương Quảng Đà một món quà lưu niệm. Kính xin ông Hội trưởng. Sau đó, ông Tống Vương Thịnh tường trình về các sinh hoạt của hội trong năm vừa qua. Bà Bùi Kim Hạnh, thủ quỹ lên báo cáo tài chánh trong năm vừa qua. Tiếp theo là phần phát biểu của ông Nguyễn Hải Châu. Kế đến là bà Lê Tống Mộng Hoa, cảm tạ các hội đoàn bạn và các ân nhân đã đóng góp cho hội. Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại những khuôn mặt thân thương của quý cô bác, anh chị em, hội viên trong đại hội thường niên của Hội Quảng Đà. Năm nay cũng là dịp bầu lại ban chấp hành và ban quản trị mới với sự tín nhiệm của mọi người, nên ban chấp hành và ban quản trị tái đắc cử. Xong rồi thì tôi xin tuyên bố rằng ông Lê Hữu Em được đắc cử. Sau đó là phần giới thiệu ban chấp hành của hội. Đặc biệt năm nay có phần chúc thọ vị trưởng lão của hội là họa sĩ Vũ Hối. Họa sĩ Vũ Hối chia sẻ: chú cũng rất là vui vì chú vừa rồi năm nay cháu biết là chú 1-2 tuổi nữa là 90 rồi. Phần văn nghệ cây nhà lá vườn với các giọng hát thành viên của hội. Đại hội thường niên Thân hữu Quảng Đà kết thúc vào lúc 3 giờ trưa cùng ngày.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong Đại hội Thường niên của Hội Thân hữu Quảng Đà vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yên Phương tường trình từ Fort Church, Virginia.